Sáng ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Việc thử nghiệm chạy đoàn tàu do nhà thầu Hitachi phụ trách với sự tham dự của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Nhật Bản, đại diện JICA, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, các sở ban ngành liên quan. Lộ trình thử nghiệm dài gần 9 km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga khu công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 tích hợp tỉnh và 6 tích hợp động trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là một biểu tượng đẹp cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tư vấn NGBT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tiến độ thi công toàn dự án metro số 1 đã đạt 93,56%, trong đó gói thầu CB1A xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố 98,17%, gói thầu CB1B xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son 99,73%, gói thầu CB2 xây dựng đoạn trên cao và đi bộ chiều dài 17,1 km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương 96,74%, gói thầu CB3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng 85,96%. Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh dài 19,7 km, 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao từ ga Bến Thành quận 1 đến đi bộ Long Bình, Thành phố Thủ Đức. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 43.700 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ USD. Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn dự án đã có 17 đoàn tàu 51 toa được nhập từ Nhật Bản về Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn tàu gồm 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2022, đoàn tàu đầu tiên trong số 17 đoàn tàu metro Thành phố Hồ Chí Minh đã được chạy thử nghiệm nội bộ trên 300 m đường ray trong đi bộ Long Bình, Thành phố Thủ Đức.